Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay thì vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali đã bảo trợ cho TNP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com, thẩm mỹ viện cangnamcali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện Cang Nam Cali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả khán thính giả. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là Nga lại bị bà dính thêm lệnh cấm vận mới của Hoa Kỳ phải ngưng lại việc giao dịch trên thị trường chứng khoán của họ bằng đồng euro và đồng Mỹ Kim. Bản tin mới nhất cho biết thì lệnh cấm vận trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Nga đã buộc quốc gia này phải ngưng lại việc giao dịch trên sàn chứng khoán của họ về đồng Mỹ Kim và đồng euro ở trong thị trường và về tài chính theo tường trình của Moscow Exchange cho biết. Và thị trường chứng khoán cũng như là ngân hàng trung ương đã phải đưa ra một bản statement vào ngày thứ Tư, trong đó chỉ vài giờ đồng hồ sau khi mà Washington loan báo một loạt những lệnh cấm vận mới nhằm cắt giảm nguồn tiền và các cái phẩm vật mà Nga đã sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine, để giới thiệu việc giới hạn với tất cả những cái sự cứng rắn của Hoa Kỳ nhắm vào Moscow Exchange Group, tức là cái thị trường chứng khoán của Moscow. Những sự trao đổi này sẽ được ngưng lại và họ không thể sử dụng đồng US dollar và đồng euro và tất cả đều phải ngưng lại. Đây là một trong những cái thông báo của ngân hàng trung ương. Biến chuyển này có nghĩa là tất cả các ngân hàng, các công ty và các nhà đầu tư sẽ không thể thực hiện cái dịch vụ trao đổi qua cái gọi là tiền tệ và kể cả thị trường chứng khoán, ở trong đó gần như là bị giám sát chặt chẽ và thay vào đó họ sẽ trao đổi theo tình trạng gọi là trade over the counter, tức gọi tắt là OTC, nơi mà thỏa thuận sẽ được trực tiếp giữa hai phía và không đi ngang một ngân hàng trung gian thứ ba. Đây được xem là một trong những lệnh mới nhất của Hoa Kỳ nhắm vào hệ thống tài chính của Nga và trong đó nhằm ngăn chặn phía Nga có thể sử dụng nguồn tài chính này trong cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì loại một ngân hàng của Nga có tên là Novik Bank đã từng đề nghị là từng mua đồng Mỹ Kim với giá là 50 đồng rúp để bán lại với giá 200 đồng rúp và sau đó họ có mức lời khá nhiều và điều này đã dẫn tới tình trạng mà việc mua bán Mỹ Kim đã trở thành một cái thị trường đen tại Nga và giờ đây thì họ đã bị chấm dứt cái vấn đề mua bán đồng euro và đồng Mỹ Kim. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, ông Biden và ông Zelensky sẽ ký kết một thỏa thuận về an ninh giữa lúc mà các lãnh đạo của khối G7 đồng ý là sẽ sử dụng cái tài sản của Nga để hỗ trợ cho Ukraine. Bản tin từ BBC ở tại Ý cho biết thì ông Tổng thống Joe Biden và ông Tổng thống của Ukraine là Zelensky sẽ ký một cái thỏa thuận song phương về an ninh giữa Hoa Kỳ và Ukraine trong ngày thứ Năm, khi mà họ gặp gỡ bên lề của phiên họp của hội nghị G7 diễn ra tại nước Ý, giữa lúc mà các nhà đàm phán cho biết là nhóm này đang đạt được cái thỏa thuận để cung cấp cho Ukraine lên tới 50 tỷ Mỹ Kim và trong đó trích từ cái tài sản của Nga đã bị đóng băng, ít nhất hai nguồn tin cho biết vào ngày thứ Tư. Và cái nhóm quốc tế được xem là có nền dân chủ lớn nhất và nền kinh tế lớn nhất thế giới đang thảo luận các đường hướng làm cách nào sử dụng số tiền khoảng 280 tỷ đồng Mỹ Kim mà tài sản của Nga đã bị đóng băng ở bên ngoài quốc gia này kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi mà họ xâm lăng Ukraine và sử dụng số tiền này để giúp cho Kiev. Các giới chức của Liên hiệp Âu Châu đã đoán chắc rằng là cái tài sản này chỉ ra tính chất về pháp lý có thể sẽ có sự lo ngại về mức độ ổn định. Tuy nhiên, hầu hết các tài sản đóng băng này đều nằm tại euro, tức là nằm tại Âu Châu. Và các bản kế hoạch này cho biết là sẽ sử dụng cái tiền lời để hỗ trợ cho Ukraine. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất. Và bên cạnh đó thì Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia cho biết là thỏa thuận an ninh này là sự không những là sự cam kết của Hoa Kỳ là trực tiếp hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine chống lại Nga và nó cũng là một cái đường gọi là lằn ranh đỏ của ông Biden, người được xem là đã thúc đẩy việc hỗ trợ cho Ukraine và trong đó có thể dẫn tới một cuộc chạy đua về nguyên tử. Đây được xem là một trong những cái thỏa thuận an ninh quan trọng mà ông Zelensky sẽ ký với lại ông Joe Biden trong ngày mai thứ Năm. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay.
Cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn bởi vì Hamas chọn là không chấp thuận các thỏa thuận hòa bình. Đó là lời cảnh báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Hamas đã gửi một cái lời đáp trả trong việc mà gọi là không thể làm việc được trong cái hậu thuẫn cho cái bản kế hoạch Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ đưa ra để hậu thuẫn cho cái việc ngưng bắn tại dải Gaza. Đó là lời phát biểu của ông Antony Blinken đã đưa ra lời cảnh cáo vào hôm nay thứ Tư. Vì Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục bởi vì Hamas đã không đồng ý cái bản kế hoạch này, bao gồm luôn việc trao trả con tin đổi lại cái tình trạng gọi là ngưng bắn. Và ông nói rằng Hamas đã không có chọn lựa và họ đã đưa ra cái chọn lựa là tiếp tục cuộc chiến này khi mà họ đã bắt đầu cuộc chiến này. Và việc cáo buộc này diễn ra sau khi mà có một cái bản note, tức là một cái bản văn bản ngắn được tiết lộ từ Yahya Sinwar, một trong những lãnh đạo quân sự của Hamas, người được xem là chủ mưu trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, dự đoán rằng ông ta sẽ tiếp tục thúc đẩy một cái cuộc chiến lâu dài và để mà có thể cải thiện cái vị trí đàm phán của ông ta. Và tất cả chi tiết của cái bản thỏa thuận hòa bình này đã được tu chính theo đòi hỏi của Hamas, tuy nhiên nó đã không được đưa ra công chúng và Hoa Kỳ cho biết là phía Do Thái đã chấp thuận thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Do Thái vẫn chưa lên tiếng công khai và nói rằng họ sẽ hậu thuẫn cho cái bản kế hoạch hòa bình này. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà phía Hamas quy trách nhiệm ông Antony Blinken là kẻ đã cản trở cho hòa bình. Ngược lại thì ông Antony Blinken lên tiếng và nói rằng Hamas đã không chấp nhận bản kế hoạch hòa bình do ông Joe Biden đưa ra. Và điều này có nghĩa là cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn tại Trung Đông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden đã bị áp lực là thu hồi cái môn bài của đài truyền hình Al Jazeera và cắt đứt không cho họ tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc sau khi mà có báo cáo là các con tin Do Thái đã bị bắt giữ và bị giam trong nhà của một ký giả của đài truyền hình này sau khi mà Do Thái giải cứu những con tin trên. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Joe Biden đang bị áp lực là phải thu hồi cái môn bài của đài truyền hình Al Jazeera và cắt bỏ tất cả những cái mối quan hệ cho họ có thể tiếp xúc với Tòa Bạch Ốc tiếp theo việc mà một ký giả làm việc cho đài truyền hình này đã sử dụng ngôi nhà riêng của anh ta để giam giữ các con tin Do Thái vốn bị bắt giữ ở tại Do Thái trước đây. Bản tin mới nhất cho biết thì không có cái gì gọi là bí mật với cái đài truyền hình mà được cung cấp ngân quỹ bởi Qatar. Đài truyền hình Al Jazeera này đã trở thành một cái loa tuyên truyền cho chủ nghĩa khủng bố và đã thúc đẩy những cái chiến dịch chống Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của thượng nghị sĩ Marco Rubio đã đưa ra và trong lá thư gửi cho ông Joe Biden vào ngày thứ Ba. Và tôi thúc giục ông ngay lập tức thu hồi cái môn bài của đài truyền hình Al Jazeera và sự tiếp xúc của họ với Tòa Bạch Ốc và cắt bỏ tất cả các mối quan hệ với một tổ chức mà Hoa Kỳ đã quyết định đây là những tổ chức khủng bố. Và đài truyền hình Al Jazeera được xem là một đài truyền hình nói tiếng Ả Rập và có số lượng người xem khổng lồ tại trên toàn quốc, vốn đã thành lập từ năm 1996 tại Qatar và trong đó căn cứ và tổng đàn của họ tại Qatar và được cung cấp ngân quỹ bởi chính quyền của Qatar. Và mạng lưới này đang có hàng loạt các cái văn phòng của họ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Và việc mà Al Jazeera và ký giả của họ tại dải Gaza ủng hộ cho chủ nghĩa khủng bố đã không những là gia tăng và có rất nhiều thành viên của tổ chức khủng bố Hamas đã nằm trong rất nhiều những cơ quan truyền thông. Và theo báo cáo thì có 3 trong số 4 con tin được cứu bởi lực lượng quốc phòng Do Thái IDF sau 246 ngày bị bắt giữ tại dải Gaza. Và họ đã phát hiện được những người này ở trong ngôi nhà của ký giả đài truyền hình Al Jazeera gốc Palestine có tên là Abdallah Achaman. Và dường như là ông ta là đang có một cái hành động gọi là che giấu chuyện này. Đây được xem là một trong những áp lực mới nhất nhắm vào chính quyền của Joe Biden. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, thống đốc tiểu bang Nevada cho biết là ông Joe Biden đang có những cái hành động được xem là gây tổn thương cho người dân Nevada khi mà để cho tình trạng chi phí quá cao. Thống đốc của tiểu bang Nevada là Joe Lombardo đã lên tiếng thúc giục ông Joe Biden là phải có hành động ngăn chặn tình trạng lạm phát của quốc gia và trong đó có thể khiến cho ông Joe Biden bị thua trong cuộc bầu cử này, trong lúc mà các cử tri ở tại tiểu bang Nevada đã rất khó khăn trong vấn đề đối phó với kinh tế. Kể từ khi mà ông Joe Biden lên là nhận chức tổng thống thì giá cả đã tăng 19% và lợi tức hàng tuần của người dân đã giảm đi 4%. Và lối hỗn loạn kinh tế này đã gây khó khăn rất nhiều cho những gia đình ở tại Nevada. Vị thống đốc của đảng Cộng Hòa đã viết trên tờ New York Times và trong đó, thời gian gần đây các cuộc thăm dò của các ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Nevada gần như là bị thấp. Tôi nghĩ rằng ông Joe Biden là một vấn đề lớn nhất và bởi vì tình trạng 3 năm rưỡi này thì Nevada đã mất rất nhiều tự tin vào ông ta. Và điều này có thể gây tổn thương cho cuộc tranh cử của ông ta.
Đây được xem là một trong những lời lên tiếng của vị thống đốc đảng Cộng Hòa ở tại Nevada, tức là tiểu bang mà có cái thành phố ánh sáng Las Vegas. Ông Joe Biden đã thua ông Trump 5 điểm ở tiểu bang này, theo tường trình của đài truyền hình Fox News vào tháng này. Và trước đó thì ông Joe Biden đã thắng tại Nevada dưới 3% trong cuộc bầu cử năm 2020. Và Nevada đã phải trả thêm ít nhất là 1.199 đồng mỗi một tháng cho việc mua tất cả các thực phẩm, các dịch vụ mà họ đã bị vướng và tăng thêm cái số tiền này kể từ khi mà lạm phát bắt đầu bùng nổ từ năm 2021, theo tường trình của một cái ủy ban kinh tế đã đưa ra. Và ông Lombardo đã lên tiếng và chỉ trích cái vấn đề này đối với lại ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và một trong những bình luận gia của đài của tờ báo New York Times từng hỗ trợ cho Joe Biden rất mạnh mẽ năm 2020 đã lên tiếng và kêu gọi Joe Biden chấm dứt cuộc tái tranh cử và nói rằng ông ta đang mộng du đánh bại kẻ thù. Bản tin mới nhất cho biết một trong những bình luận gia cực tả của tờ New York Times là Brett Stephen đã lên tiếng khuyến cáo ông Joe Biden nên rút ra khỏi cuộc đua tái tranh cử của ông ta và dành cơ hội cho những thành viên lãnh đạo đảng Dân Chủ trẻ hơn để có thể đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Biden đã có hành động mộng du và mơ tưởng rằng ông ta sẽ đánh bại kẻ thù đã từng giúp cho ông ta chiến thắng 3 năm trước đây. Đây là lời phát biểu của Stephen đã viết trên một cái trang bình luận, và điều quan trọng nhất là Joe Biden có thể làm. Hiện nay thì ông này có thể chiếm được, ông ta vẫn có thể tạo được lịch sử, và ông ta nên chọn là không ra tái tranh cử để nhường lại cho những ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ trẻ hơn, ví dụ như là George Shapiro hay là Gretchen Whitmer. Và điều này là một điều mà ông ta có thể bảo đảm được an ninh trên toàn cầu và thế giới tự do. Và hiện nay vẫn còn thời gian, đó là lời phát biểu của Stephen. Stephen là người đã ủng hộ quyết liệt cho Joe Biden từ năm 2020. Và trong đó, giờ đây ông ta đã bắt đầu thất vọng với ông Joe Biden và lên tiếng và kêu gọi Joe Biden rút ra khỏi cuộc đua ở tại Tòa Bạch Ốc vào năm 2024, tức là tháng 11 sắp tới đây. Ông ta đề nghị hai người, đó là thống đốc của tiểu bang Pennsylvania là Shapiro và thống đốc của tiểu bang Michigan là bà Whitmer, cả hai người này đều là thống đốc của những tiểu bang được xem là tiểu bang chiến lược trong cuộc bầu cử năm 2024 và là những ngôi sao đang lên của đảng Dân Chủ. Shapiro và Whitmer, một người 50, một người 52 tuổi, hiện nay được xem là đang có được cái sự ủng hộ của giới cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì ông Joe Biden đã quá già 81 tuổi và đã khiến cho nhiều cử tri trẻ rời bỏ đảng Dân Chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc đã không xác nhận là ông Joe Biden có giảm án cho con trai của mình hay không sau khi bị hỏi bởi các ký giả. Bản tin mới nhất cho biết thì Tòa Bạch Ốc trong ngày thứ Tư đã không cho biết là ông Joe Biden có thể sẽ duyệt xét tới việc giảm án cho con trai của mình hay không sau khi mà con trai của ông ta đã bị phán là có tội trong ít nhất là 3 trọng tội về và liên quan tới vũ khí của liên bang. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre đã được hỏi về tình trạng mà ông Joe Biden có thể ký ân xá hoặc giảm án cho ông Hunter Biden hay không, và chỉ ra cho thấy là ông Joe Biden trước đó đã có ý định là khen ngợi con trai của mình và điều này có khả năng là ông ta sẽ giảm án. Và khi được hỏi thì bà này lên tiếng nói rằng tôi vẫn chưa nói chuyện với Tổng thống về tình trạng của cái việc định tội này như chúng ta đã biết, và cái bản định án vẫn chưa có được lên lịch theo lời của bà Jean-Pierre đưa ra. Và bà ta cũng không trả lời rằng ông Joe Biden có quyết định giảm án cho con trai của mình hay không thay vì là ân xá. Đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng và nó tương tự đưa ra cái thí dụ điển hình. Trước đây thì cựu Tổng thống Donald Trump đã giảm án tù cho người phụ tá chiến dịch tranh cử của ông và là người bạn của ông là Roger Stone trước khi mà cái nhiệm kỳ của ông chấm dứt, và gần như là điều này đã dẫn tới việc mà có thể sẽ có một cái bản án khá nặng dành cho Hunter Biden và Joe Biden có thể sẽ giảm án cho con trai của mình. Quan tòa Maria Yellen Noreika vẫn chưa đưa ra cái bản án dành và cái ngày nào dành cho việc mà gọi là kết án với Hunter Biden. Trong ngày thứ ba thì ông ta đã bị phán 3 tội danh là trọng tội liên quan tới việc mua vũ khí một cách bất hợp pháp dưới cái sự ảnh hưởng của ma túy. Năm nay 54 tuổi, Hunter Biden có thể đối diện với án tù 25 năm trong 3 cáo buộc này và kể cả tiền phạt vả lên tới 750.000 Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ và không loại trừ việc mà ông Joe Biden sẽ quyết định giảm án cho con trai của mình. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là Quốc hội Hoa Kỳ và Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái
Bản lên án và buộc tội ông Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp, về tội khinh thường Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay. Bản tin mới nhất cho biết thì Hạ viện Hoa Kỳ trong ngày 12 tây đã bỏ phiếu để buộc ông Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland về tội khinh thường Quốc hội khi mà ông ta đã không đáp ứng lời yêu cầu của Quốc hội cung cấp đoạn audio tape mà ông Joe Biden đã có cuộc thẩm vấn với lại công tố viên độc lập Robert Hurt, và cuộc bỏ phiếu dường như là đi theo lời đảng là 216 trên 207. Hạ viện đã thông qua cái dự luật này và đề nghị truy tố hình sự đối với ông Merrick Garland, một thành viên của đảng Cộng hòa ở Ohio là dân biểu David Joyce đã tham gia cùng với tất cả thành viên đảng Dân Chủ chống lại nghị quyết này. Và trên hết thì đây sẽ là một cái đề nghị gửi qua cho Bộ Tư pháp, và trong đó dường như là Bộ Tư pháp sẽ không thực hiện tiến trình truy tố đối với lại ông Merrick Garland và có thể nó sẽ kết thúc trong một cái vụ kiện trên tòa án. Việc thông qua cái nghị quyết này trong đó đã kéo dài cuộc đối đầu giữa các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện với Bộ Tư pháp trong việc mà họ muốn có được cái cuộc thẩm vấn bằng audio giữa ông Joe Biden và ông Robert Hurt. Trong khi đó thì phía của tòa của Bộ Tư pháp cho rằng là không có gì khác biệt giữa văn bản của cái cuộc phỏng vấn này với lại đoạn audio, và họ quyết định không giao nạp cho phía Quốc hội. Chủ tịch của Hạ viện là ông Mike Johnson đã lên tiếng và nói rằng ông Merrick Garland đã quyết định là ông ta không đáp ứng cái trắc hầu, và trong đó thì đây được xem là một trong những cái cuộc bỏ phiếu mới nhất. Và như vậy thì phía của các quỹ ban của Hạ viện và cũng như là Hạ viện chính thức sẽ chuyển tất cả hồ sơ này qua cho Bộ Tư pháp và yêu cầu khởi tố đối với là ông Merrick Garland về tội khinh thường Quốc hội nếu như ông ta vì ở cái quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, và kể cả việc mà người trong Bộ Tư pháp quyết định không khởi tố thì sau cái cuộc bầu cử năm 2024 khi mà có một cái chính quyền mới thì tân Bộ trưởng Tư pháp và những viên chức mới nhất ở trong Bộ Tư pháp có thể sẽ bắt đầu lập thủ tục truy tố đối với ông Merrick Garland. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới việc mà Merrick Garland đã trở thành Bộ trưởng Tư pháp thứ 3 trong lịch sử Hoa Kỳ đã bị lên án và đã bị bỏ phiếu là tình trạng chống lại lệnh của Quốc hội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Đảng Cộng hòa đã bắt đầu đưa đến cái tình trạng họ muốn cấm cái chương trình DEI trong chính quyền liên bang. Bản tin mới nhất cho biết thì các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đã giới thiệu một dự luật, trong đó ban lệnh cấm cái chương trình gọi là DEI, tức là Diversity, Equity and Inclusion, có nghĩa là hội nhập, đa dạng và bình đẳng, một cái chương trình được xem là thúc đẩy bởi lực lượng cực tả ở trong chính quyền liên bang. Và việc mà gọi là Disman DEI Act đã được giới thiệu vào ngày thứ Tư bởi Thượng nghị sĩ Jerry Vance của Đảng Cộng hòa tại Ohio và sẽ loại trừ tất cả các chương trình DEI ở trong chính quyền của liên bang và chấm dứt việc cung cấp ngân quỹ cho cái chương trình DEI trong các cơ quan trong chính quyền liên bang khi mà họ nhận được cái ngân sách của liên bang mỗi một năm. Và ông Jerry Vance gọi cái chương trình DEI này là một cái tư tưởng phá hoại và gần như là đã thúc đẩy cái chủ nghĩa phân biệt đối xử khác nhau, và vẫn không có một cái vị trí ở trong chính quyền liên bang của chúng ta và những nơi nào trong xã hội của chúng ta. Tôi rất hân hạnh để giới thiệu cái dự luật này, và trong đó chúng ta sẽ loại trừ DEI ra khỏi các cơ quan trong chính quyền liên bang và sẽ đóng cửa cái chương trình này và sẽ không cung cấp một đồng nào cho chương trình và chính sách DEI. Người dân Hoa Kỳ và tiền thuế của họ không thể được sử dụng cho những cái tư tưởng được xem là cực tả, chia rẽ, và đây là một cái hành động đầy chia rẽ. Dự luật này đã được đồng bảo trợ bởi Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida, Thượng nghị sĩ Eric Schmidt của Missouri, và ông Smith cho biết việc mà giải tán chương trình DEI từ chính quyền của liên bang là điều ưu tiên hàng đầu. Tôi ủng hộ và rất hân hạnh đứng chung với lại Thượng nghị sĩ Jerry Vance để mà có cái nỗ lực loại trừ tất cả các chương trình DEI ra khỏi đây. Đó là lời phát biểu của ông Smith đưa ra. Trong khi đó thì dân biểu Michael Cloud của Đảng Cộng hòa tại Texas nói dự luật này sẽ được bảo trợ dưới dàn sàn của Hạ viện, và DEI là một cái chương trình đầy chia rẽ và một cái hành động thiên vị về giới tính và về chủng tộc. Đây được xem là một trong những chính sách mạnh mẽ của Đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt cái chương trình DEI. Chương trình này đã giảm đi tình trạng gọi là phẩm chất của các cái công việc cũng như các trường học, và kể cả trong các công việc của liên bang, họ đòi hỏi là phải mướn đa dạng hơn, bất kể người đó có đủ khả năng hay không, dựa trên cái màu da chủng tộc nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Joe Biden đã đối diện cái đơn kiện đầu tiên sau khi mà ông ta ký xác lệnh gọi là giảm đi tình trạng di dân bất hợp pháp ở biên giới.
Bản tin cho biết thì một cái liên minh của các tổ chức bảo vệ cho di dân bất hợp pháp đã khởi kiện Joe Biden trong ngày thứ Tư trong việc mà ông ta đã ký một sắc lệnh là giới hạn tất cả những thành phần di dân bất hợp pháp ở biên giới của Hoa Kỳ. Đơn kiện này đã được dẫn đầu bởi tổ chức luật sư dân quyền có tên gọi là ACLU, tức là American Civil Liberties Union, cùng với một số những tổ chức của cộng đồng người Latino ở tại Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả Last America Immigration Advocate Center và Reset, được xem là những tổ chức tranh đấu cho quyền của những người di dân bất hợp pháp. Và việc này đã bất hợp pháp và được xem là chúng tôi đã thành công ngăn chặn được cái lệnh cấm của ông Trump trước đây, và giờ đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc này. Đây là một trong những luật sư đại diện của ACLU đã lên tiếng. Và trước đó thì ông Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng ông ta sẽ giới hạn số lượng người băng ngang qua biên giới là không quá 2.500 người trong một ngày và tương tự như vậy, và nếu như quá con số này thì cửa biên giới sẽ tự động đóng lại. Và trước đó thì bản báo cáo cho biết mỗi một ngày trung bình có 4.000 người băng ngang qua biên giới. Đây được xem là một trong những cái chính sách của ông Joe Biden nhằm có thể thuyết phục lại khối cử tri người Latino đang bất mãn với tình trạng di dân bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và sau khi ký sắc lệnh tại biên giới cũng không giúp cho Joe Biden có thể tăng điểm, theo bản báo cáo và thăm dò mới nhất của Monmouth Poll cho thấy là sắc lệnh này đã không thay đổi cái mức điểm của ông ta. Sắc lệnh của ông Joe Biden về việc giảm tình trạng xâm nhập ở khu vực biên giới đã không thay đổi được cái điểm của ông ta. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Monmouth University đã đưa ra bản công bố vào ngày thứ Tư, ông Joe Biden đã có mức chấp thuận thấp hơn so với lại cựu Tổng thống Trump trước đây. Và số lượng cuộc thăm dò cho thấy là 40% người dân Hoa Kỳ ủng hộ cho sắc lệnh này, trong khi 27% thì phản đối và 33% không có ý kiến. Và sự ủng hộ của các đảng chính trị, trong đó 44% của đảng Cộng hòa, 40% của đảng Dân chủ và 38% của những người độc lập ủng hộ cho cái sắc lệnh này. Và trong cái quan điểm công chúng về chính sách của ông Joe Biden ở trước công chúng về cái vấn đề này thì theo tường trình cho biết thì có 35% ủng hộ và 23% chống lại sau khi mà ông ta đã nói chuyện với ông Mike Johnson, chủ tịch của Hạ viện. Và cuộc thăm dò này cho thấy là mức ủng hộ của ông ta đã thấp hơn so với ông Trump cùng một thời gian. Việc mà ông ta có cái công việc của một tổng thống đã bị giảm xuống còn dưới 38% hiện nay và 42% hồi tháng 4, so với 58% không đồng ý ông ta và 55% đồng ý ông ta và không đồng ý ông ta trong tháng 4. Và ông Trump thì lại có được 47% sự chấp thuận, và đây là được xem là con số được đưa ra. 91% người của đảng Cộng hòa đã không đồng ý Joe Biden trong vai trò tổng thống và 87% ủng hộ cho ông Trump. 85% người của đảng Dân chủ chấp thuận ông Joe Biden và 87% không chấp nhận ông Trump. 29% những người ủng hộ cho ông Trump thuộc khối phiếu độc lập, so với ông Trump được 44%. Cuộc thăm dò này đã được Monmouth University đã thực hiện từ ngày 6 tới ngày 10 tây tháng 6 với 1.106 người trưởng thành với mức sai biệt là 3.8%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuộc thăm dò mới nhất của Pew Study cho thấy là trang Platform X đã trở nên phổ thông hơn đối với những người bảo thủ. Bản tin mới nhất cho biết trang mạng Platform X đã trở nên phổ thông hơn đối với những người bảo thủ kể từ khi mà nhà tỷ phú Elon Musk đã thu mua lại cái trang platform này từ tháng 10 năm 2022. Một cuộc thăm dò của Pew Research cho thấy kể từ khi mà ông Elon Musk đã thu tóm cái trang platform này, trước đó được mới biết với tên là Twitter, thì số lượng những người Cộng hòa và những người bảo thủ sử dụng nói rằng rất là tốt, và nó tốt cho cái nền dân chủ của Hoa Kỳ hơn tất cả, và đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Chỉ có 17% những người đảng Cộng hòa sử dụng trang Twitter nói rằng là ủng hộ tốt cho nền dân chủ, và số lượng này đã lên tới 53% theo cuộc thăm dò. Và trước đó thì bản tin cho biết thì có 47% người của đảng Dân Chủ nói rằng Twitter là good cho nền dân chủ, tốt cho nền dân chủ năm 2021. Và giờ đây chỉ có hơn một phần tư người đảng Dân Chủ sử dụng cái trang mạng Platform X, tức là khoảng 26%. Đây được xem là cuộc thăm dò mới nhất cho thấy là những người bảo thủ dần dần đã ủng hộ cho trang Platform X. Cuộc thăm dò này đã được thực hiện với 10.200 người trưởng thành tại Hoa Kỳ, thực hiện từ ngày 18 cho tới ngày 24 tây tháng 3, mới được công bố vào ngày hôm nay thứ Tư, với mức sai biệt là cộng trừ 1.5%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, tình trạng tham nhũng dày đặc ở đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là VOA, đã được báo cáo. Bản tin mới nhất cho biết thì sau 3 năm mở cuộc điều tra bởi Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đã công bố tình trạng tham nhũng trong đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tức là Voice of America, mà người Việt Nam biết đến với cái tên là VOA hay đài VOA. Cơ quan liên bang này đã có cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim được cung cấp để mà phát triển cái tiếng nói của Hoa Kỳ lên toàn thế giới. Tuy nhiên, họ đã có những cái hành động được xem là tham nhũng đầy ở trong giới quản lý theo tường trình của tờ Washington Times đưa ra. Và trước đó thì cựu Tổng thống Trump đã cho lập một cái hệ thống truyền thông của Hoa Kỳ gọi là US Agency for Global Media, được biết với cái tên là USAGM, đã bắt đầu điều tra về tình trạng tham nhũng của đài VOA. Tuy nhiên thì việc điều tra này đã thất bại bởi vì họ không kiếm được nhiều bằng chứng. Tuy nhiên thì trong một bản báo cáo mới nhất được đưa ra cho thấy là whistleblower của đài VOA đã lên tiếng than phiền người quản lý đứng đầu của VOA là Seth, một người đã từng dối trá về việc mà bà ta đã từng tốt nghiệp ở một cái trường gọi là Sorbonne tại Pháp, và trong đó bà ta đã xài hoang phí tiền quỹ của VOA, và chính quyền Pháp xác nhận rằng bà C chưa bao giờ nhận được bất kỳ một cái bằng tiến sĩ nào từ hệ thống giáo dục của họ, và bà C đã sử dụng tiền thuế của người dân cho những cái di chuyển cá nhân và không có đáp ứng được bất kỳ một cái nhu cầu thông tin nào. Bà ta bị cáo buộc là đã có những hành động thiên vị và dường như là có sự phân biệt đối xử với các nhân viên cho những kẻ thân cận với bà ta và những kẻ không thân cận với bà ta. Bà ta cho phép những nhân viên nào mà thân cận với bà ta có thể được làm overtime, tức là được làm thêm giờ để có thêm tiền, vi phạm vào chính sách của VOA. Đồng thời bà ta bị cáo buộc là đã cho phép những cái nhà sản xuất mà không có hợp đồng và không đủ điều kiện, và bà ta chi hàng chục ngàn Mỹ Kim tiền thuế của người dân để mà chi cho tất cả những cái chuyến đi của bà ta và không hề có một bản tin nào, tức là không có liên can tới công việc. Trên hết thì bà ta mô tả là một kẻ có cảm tình với chế độ Hồi giáo Iran và cho phép phát hình và phát thanh một số những cái bản báo cáo từ những nhóm ủng hộ cho Tehran. Và bà ta đã bị đuổi việc ngay sau khi mà cựu Tổng thống Trump đã thành lập cái USAGM. Và sau đó thì bà ta lại được ông Joe Biden mướn lại trong vai trò điều hành của cơ quan VOA. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất cho thấy bản báo cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện về tình trạng tham nhũng trong các cái ngôn ngữ, và trong đó bao gồm luôn cả ban Việt ngữ, được xem là có tình trạng thiên vị và có tình trạng gọi là phân biệt đối xử và có tình trạng gọi là lạm dụng rất nhiều cái ngân quỹ của VOA. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, hai người đàn ông Texas đã bị kết án tù về tội âm mưu bán dầu khí của Iran cho phía của Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết hai người đàn ông từ Texas đã bị kết án tù vào ngày 11 tây tháng 6 với 45 tháng tù trong việc mà họ âm mưu bán tất cả những cái dầu bị cấm vận của Iran cho phía của Trung Quốc theo tường trình của Bộ Tư pháp đưa ra. Wang Yanyu, 43 tuổi, một công dân Trung Quốc và là thường trú nhân của Hoa Kỳ, cùng với Daniel Raylan, 42 tuổi, là công dân Hoa Kỳ đến từ McKinney ở Texas, đã âm mưu là có ít nhất là 3 tội danh để tránh cái tình trạng cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran từ tháng 7 năm 2019 tới tháng 2 năm 2020, theo tường trình của Bộ Tư pháp đưa ra trong bản statement vào ngày 11 tây tháng 6. Và họ đã bị cáo buộc là đã tìm cách mua những cái dầu khí bị cấm vận của Iran, và sau đó là họ đã nói rằng đây là những cái dầu nguyên thủy và bán ngược lại cho phía của Trung Quốc theo tường trình của DOJ đưa ra. Cả Wang lẫn Len đã là những kẻ đồng lõa trong việc mà kiếm hàng triệu Mỹ Kim và làm giàu nhờ nguồn dầu khí của Iran đang bị cấm vận và cung cấp cho những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của một trong những công tố viên tại Hoa Kỳ là Jacqueline Romero đã đưa ra trong một cái tòa án tại Pennsylvania trong bản statement. Và trong âm mưu này thì ông Wang đã phục vụ cho mà làm việc với một số đối tác tại Trung Quốc, và ông ta gần như đã ký hợp đồng và tiếp tục cung cấp cái nguồn dầu khí của Iran cho phía của Trung Quốc thông qua cái công ty của ông ta tại Hoa Kỳ. Họ dự tính là sẽ có khoảng 500.000 cái barrel, tức là 500.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ cái dầu nguồn dầu khí của Iran, và điều này đã khiến cho họ kiếm cả triệu Mỹ Kim. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất về hai công dân Hoa Kỳ đã bị buộc tội vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ để mà bán các cái dầu khí cho phía của Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, một giới chức ngoại giao của Hoa Kỳ lên tiếng tin rằng
Trung Quốc đang phá hủy sự ổn định về quan hệ giữa hai quốc gia. Bản tin mới nhất từ Washington cho biết, phía Hoa Kỳ tin rằng phía Trung Quốc đang tập trung vào việc kinh tế của họ và đang tìm cách phá hủy cái sự ổn định trong mối quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu của ông Kurt Campbell, được xem là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã đưa ra vào ngày thứ Tư. Ông Kurt Campbell đã nói với một tổ chức chiến lược ở tại Washington DC có tên gọi là Stimson Center, nói rằng Trung Quốc cần tìm cách chiêu mộ tất cả những nhà đầu tư và tìm cách gọi là thúc đẩy nền kinh tế của họ, và dường như họ đang tạo ra sự bất ổn tại Hoa Kỳ và tạo ra rất nhiều những cái sự bất ổn tại Hoa Kỳ để thúc đẩy các nhà đầu tư vào Trung Quốc để được xem là ổn định hơn. Và điều này cho thấy là chính những hành động này của chính quyền Trung Quốc dưới lệnh của Tập Cận Bình đã phá hủy rất nhiều cái mối quan hệ của Trung Quốc và của Hoa Kỳ và trở nên căng thẳng hơn. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đang trong lúc mà chuyển trục về Á Châu trong chiến lược gọi là Indo-Pacific và khẳng định rằng phía Trung Quốc đang là một cái lực cản rất lớn, là một mối đe dọa với các quốc gia láng giềng và xung quanh. Ông Campbell cho biết ông tin rằng Trung Quốc đang tìm cách có sự tiếp cận gia tăng mối quan hệ với Bắc Hàn và với Nga, và Washington lo ngại rằng Nga có thể sẽ hỗ trợ cho phía Trung Quốc và phía của Bắc Hàn những cái kỹ thuật về quân sự để đổi lại sự hỗ trợ của cả Trung Quốc lẫn Bắc Hàn. Đây được xem là bài phỏng vấn khá dài đã được thực hiện bởi hãng thông tấn Reuters với lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, và trong đó ông ta khẳng định rằng Trung Quốc đã đưa ra rất nhiều những chính sách được xem là phá đi cái sự ổn định trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cuối cùng thì lãnh đạo đảng đối lập của Nam Hàn, ông Lee đã bị truy tố tội cung cấp nguồn ngân quỹ chuyển qua cho Bắc Hàn. Bản tin mới nhất từ Seoul cho biết lãnh đạo đảng đối lập đã bị truy tố vào ngày thứ Tư về tội hối lộ và cáo buộc rằng âm mưu sử dụng tất cả những cái đường vận chuyển ngân quỹ một cách là trên thị trường đen để chuyển ngân quỹ tới Bắc Hàn, và trong lúc mà ông ta từng viếng thăm Bình Nhưỡng trước đây và làm việc trong vai trò ông ta là một thống đốc của một khu vực địa phương. Theo báo cáo cho biết, người này có tên là Lee Jae-myung, vốn là nhân vật đến từ và là thống đốc của cái tỉnh gọi là Gyeonggi ở tại Nam Hàn, đã bị phán là có tội trong việc họ nhận hối lộ và chuyển tiền bất hợp pháp qua một cái nhóm công ty gọi là Sa Ba Won với số tiền lên tới 8 triệu Mỹ Kim tới Bắc Hàn. Và hiện nay thì ông ta đã bị cáo buộc về các tội danh là chuyển tiền bất hợp pháp cho những ngân quỹ mà được xem là tham nhũng. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất với đảng đối lập cánh tả. Dường như là họ đã tìm cách kiếm tiền rất nhiều dưới thời họ nắm quyền trong cái thời của ông Moon Jae-in làm tổng thống của Nam Hàn. Và lúc đó thì gần như họ thiết lập rất nhiều những đường dây chuyển tiền lậu và chuyển tiền đen tại Hán Thành. Đây được xem là một trong những vụ án đang gây nổi đình nổi đám tại thủ đô Hán Thành và thủ đô của Nam Hàn. Đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!